Rồi, hello, em chào bà con, chào đài gia đình quay trở lại drama đây. Ôi, câu chuyện của chị Phương Hằng và Sư Minh Tuệ đó, đang là hot nhất trên tất cả các cái nền tảng mạng xã hội nha. Đó, từ là YouTube cho tới TikTok rồi qua Facebook luôn. Đó, khẩu chiến dữ dội nha quý vị. Đó, tuy nhiên Sơn Sàm sẽ đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình đó, để đóng góp cho quý vị nha. Đó, quý vị nào thấy có sai, có đúng hoặc là cần góp ý cái gì thì cứ bình luận, comment ở bên dưới. Sơn Sàm sẽ đọc hết và rút kinh nghiệm nha quý vị. Đó. Thì hôm nay đó Sơn Sàm cũng bày tỏ quan điểm là gì? Đó, ngày hôm qua quý vị có nhớ trong cái buổi livestream của chị Phương Hằng, chị nói rằng à, từ từ tôi sẽ cho quý vị thấy cái đúng và cái sai của ông Thích Minh Tuệ. Đó. À, mới chỉ có một cái câu nói đó thôi, còn chưa có cái gì gọi là cụ thể cả nha. À, tuy nhiên chúng ta có thể dự đoán nha quý vị, cũng có thể dự đoán và theo như nhận định của Sơn Sàm là cái sai và cái đúng của ông Thích Minh Tuệ ở đây là gì? À, cái đúng của ông Thích Minh Tuệ thì quá rõ ràng rồi nha, chúng ta ai cũng biết đó là một cái bậc chân tu, à, tấm lòng Bồ Tát, đó một cái sự buông bỏ, à, một cái sự khổ hạnh tuyệt đối đó, theo giáo lý nhà Phật hướng con người về miền Tây Thiên Cực Lạc nha. Đó, quá đúng rồi quý vị, tu theo đường đường lối đàng hoàng đó. Ông Minh Tuệ là tu khoa học đó quý vị, đừng có nghĩ ổng là tu là tự tự gì tự phát đâu, không có, ổng nghiên cứu rất là kỹ đó quý vị. Rồi còn cái sai của ông Minh Tuệ ở đây là gì? Đó, theo tôi nghĩ cái sai của ông Minh Tuệ ở đây là ổng đã ôm cái nồi cơm điện đi đó, và vô tình đó ổng đã đá bể hết mấy cái nồi cơm điện của mấy ma tăng của mấy xàm tăng, của mấy ác tăng đó, đạo Thích Nhuận Đức là cũng về quê là cày ruộng luôn rồi, đã qua giảng online luôn rồi. À, Thích Chân Quang thì nằm im đó, nằm im thinh thích rồi đó, lên đoạn đầu đài rồi đó, còn nhiều nhiều anh thích nữa, nhiều anh thích nữa là cũng như là đang ngồi trong góc mà niệm Phật đó. À, nói đùa thôi quý vị, nói đùa thôi quý vị nha. À, riêng bản thân Sơn Sàm là Sư Minh Tuệ và bà Nguyễn Phương Hằng đều là hai người tuyệt vời đó. Sư Minh Tuệ có một cái sứ mạng riêng của Sư Minh Tuệ, và chị Nguyễn Phương Hằng có cái sứ mạng riêng của chị Nguyễn Phương Hằng đó, cho nên chúng ta cứ từ từ mà đánh giá sự việc nha quý vị. Đó, theo như Sơn Sàm mà nghiên cứu đó quý vị, thì với cái mối quan hệ, với cái mối quan hệ và cái đẳng cấp của anh Dũng đó, cũng như là chơi với nhiều người đó, đặc biệt là các cái cấp lãnh đạo cũng như là những cái người mà có cái địa vị trong xã hội, thì có thể họ biết được nhiều điều hơn đó, họ biết được nhiều điều hơn. Thì có thể chị Hằng nói lên cái vấn đề của Sư Minh Tuệ ở đây nó còn liên quan đến nhiều vấn đề rộng lớn nữa quý vị, rộng lớn lắm nha. Cho nên chúng ta từ từ, không có lý do gì để mà chị Phương Hằng chỉ trích Sư Minh Tuệ cả, đúng không? Chúng ta nghiên cứu vấn đề là chúng ta biết không có một lý do gì để chị Hằng công kích Sư Minh Tuệ cả, thấy không? Sư Minh Tuệ chẳng hại ai ha, cũng chả ảnh hưởng đến ai ha, đó, cũng không có nhận tiền nhận bạc của ai, cũng không sân si hơn thua ai hết nha. Đó, không có lý do gì đó để mà chị Hằng công kích cả. À, Sư Minh Tuệ cũng không nhắc đến chị Phương Hằng luôn, cũng không biết chị Phương Hằng là ai, không xài mạng xã hội, không dùng điện thoại luôn ha. Đó, thì ở đây là gì? Trong câu chuyện Sư Minh Tuệ nó cũng có rất nhiều cái điều bí ẩn trong đó quý vị, đặc biệt là những cái thành phần gọi là xấu nha, những cái tụi cách mạng màu đó, những cái tụi mà lợi dụng là để mà xuyên tạc vu khống, nó cài cắm vô trong đám đông và thậm chí nó kích đầu này, nó kích đầu kia, nó lợi dụng ảnh hưởng của tôn giáo để nó tổ chức những cái này, tổ chức những cái kia đó. Chính vì vậy á, mà chị Nguyễn Phương Hằng á muốn gợi lên cái vấn đề của Sư Minh Tuệ là sẽ tiếp tục làm rõ nhiều cái uẩn khúc ở trong cái vụ Sư Minh Tuệ đó, sẽ phân tích cái này cái kia nha. Đó, chứ không phải là chị Phương Hằng công kích cá nhân Sư Minh Tuệ đâu. Đó, chúng ta phải chậm lại nha quý vị. Đó, chúng ta phải chậm lại, và đặc biệt trong cái bài phát biểu của chị ngày hôm qua đó, có nhắc tới những cái xàm tăng ma tăng đó, có những người gọi là kêu gọi quyên góp rồi dùng tiền công đức rồi này kia, rồi có những sư gọi là gái gú rồi này nọ, những cái mặt trái này nọ, chị Hằng cũng có đề cập trong đó đúng không? Nếu như nhắc đến Sư Minh Tuệ không thì chị Hằng đâu đề cập đến vấn đề đó làm gì, đúng không? À, như chúng ta đã biết sứ mệnh của chị Hằng là gì, đi đến đâu là phải dẹp bỏ những cái sự bất công đó, những cái sự bất bình, những cái xấu trong xã hội đó. Và trong cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ sẽ có rất là nhiều cái điều mà nó ẩn khuất phía sau, có thể chúng ta không nhìn thấy đó. Chúng ta người trần mắt thịt chúng ta đâu có nhìn thấy được, nhưng mà ví dụ như cỡ ông Dũng đó, hoặc cỡ chị Hằng đó, được tiếp xúc với những cái người gọi là cấp cao đó, những người có nghiệp vụ đó, họ nhìn cái sự việc bằng một cái ánh mắt khác
đó, họ sẽ biết được trong đó nó có nội tình gì ở trong đó, có những kẻ xấu này nọ. Sư Minh Tuệ không xấu, nhưng những kẻ xấu nó lợi dụng cái sự kiện của Sư Minh Tuệ để nó làm việc xấu, nó kích động người này người kia, đúng không? Đó, bằng chứng là cơ quan chức năng đã rất là khổ cực, rất là vất vả để mà giải tán nhiều cái hội mà đi theo Sư Minh Tuệ đó quý vị. Và họ 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 cũng âm thầm họ theo dõi, họ cũng tốn rất là nhiều công sức ở trong cái vụ đó quý vị. Đó, tình hình nó mới ổn định như ngày hôm nay nha. Đó, cho nên nhiều khán giả chúng ta cũng cứ từ từ nha. Đó, cứ từ từ đừng có manh động nha. Đó, chúng ta phải xác định rõ là cái gì? Chúng ta phải xác định rõ chúng ta yêu mến người này vì cái gì? Yêu mến người kia vì cái gì? Đó. Chúng ta yêu mến chị Hằng và anh Dũng bằng những cái hoạt động thiện nguyện, bằng cái tấm lòng thương người. Đó. Cái tình thương gì tinh thần sẻ chia đó, đặc biệt là những người nghèo, những trẻ em bị bệnh nan y đó. Thì đến bây giờ đó, những cái gì anh chị đã làm, đang làm và sẽ làm, nó cũng là một cái hướng thôi, định hướng một đường một, không có gì thay đổi ha. Cho nên chúng ta cứ tôn trọng những người đó, chúng ta cứ lan tỏa những hành động tốt đẹp của anh chị nha. Đó, còn câu chuyện của Sư Minh Tuệ thì chúng ta phải chờ, chúng ta phải chờ cái kết luận của bên phía cơ quan điều tra, cũng như là chờ những cái cách giải quyết drama của chị Hằng nhé. Đó, sau này biết đâu được họ sẽ moi móc ra trong đó nhiều vấn đề lắm quý vị ha. Ở đây Sơn Sàm không nói Sư Minh Tuệ nha. Sư Minh Tuệ là một người gọi là ngàn năm có một. Nó không phải là Việt Nam mình tung hô đâu, mà cả thế giới nha quý vị. Cả thế giới người ta cũng phải bái phục Sư Minh Tuệ đó. Cái hình ảnh Sư Minh Tuệ là lan tỏa lên là tầm vũ trụ rồi nha, ai cũng biết đến nè. À, nhưng mà có những người nó lợi dụng, đặc biệt là trong cái đám đông mà đi theo Sư Minh Tuệ vừa rồi quý vị thấy không, cũng lôi nhoi lóc nhóc lắm đó, trà trộn vô những cái giáo phái lạ đó, rồi cạo đầu rồi bắt chước làm này, là truyền bá bán sách này bán sách kia, rồi ai biết trong cái sách đó là ghi cái gì á, rồi truyền cái đạo này truyền cái đạo kia. Đó, vừa rồi có rất là nhiều nhóm đi theo Sư Minh Tuệ đó quý vị. Đó, và những cái anh gọi là đi theo này kia cái nọ, rất nhiều, đừng có đùa, không đùa được đâu. Đó, bởi Sơn Sàm nói là quý vị chúng ta cứ từ từ nhìn nhận và đánh giá nha, nhìn nhận đánh giá. Đó, hồi nãy là ở mở đầu clip là Sơn Sàm nói vui vậy thôi, chứ thực ra là không có một cái lý do nào để mà chị Hằng công kích Sư Minh Tuệ cả, không có đâu quý vị nha. Có thể là chị sẽ nói chung là làm rõ trong cái vấn đề Sư Minh Tuệ có những cái xấu kia, và đặc biệt lôi thêm những cái Sàm Tăng ở những cái góc khuất ở trong cái hoạt động chùa chiền đó. Như chúng ta cũng biết là ông Dũng là một người rất là tâm linh nha, cũng đã xây dựng chùa làm đồ và hỗ trợ cho chùa rất là nhiều đó. Cho nên những cái góc khuất về những cái chùa chiền tôn giáo này nọ đó, anh chị biết cũng khá rõ ha, biết cũng khá rõ. Cho nên á, chị Hằng cũng biết về Sư Minh Tuệ đó thì sẽ làm về vấn đề này ha, sẽ làm về vấn đề này cho quý vị đó. Và cũng có một cái khả năng, không loại trừ một cái khả năng là chị Hằng đã bị người ta truyền đạt thông tin sai đó. Đó là cái khả năng này là tôi cũng nghi ngờ nha, tôi cũng nghi ngờ là hệt chút xíu thôi, nhưng mà với cái đẳng cấp của chị Hằng thì không thể nào chỉ nghe một phía được, chị phải đánh giá nhiều phía ha. Đó là cái khả năng mà chị nghe người khác nói lại, chị hiểu sai về thầy Minh Tuệ đó quý vị. Đó, cái thời gian chị ở trong trại thì chị cũng không có tiếp cận gì nhiều về thông tin. Bây giờ nghe người ta nói lại thì chị có thể nói bị lệch hướng á. Đó, nhưng mà cái khả năng nó không có xảy ra đâu, tại vì chị Hằng là không thể nào mà nghe một phía mà nói đâu. Trước khi mà chị phát biểu á thì tôi nghĩ là chị Hằng với anh Dũng cũng đã từng nghiên cứu rồi ha, cũng đã nói chuyện với nhau nhiều rồi, chắc họ cũng đã nắm được cái vấn đề gì ở trong cái drama của Sư Minh Tuệ rồi ha. À, có cái gì ở trong đó nha quý vị, có cái gì ở trong cái vụ của Sư Minh Tuệ, cho nên chị mới phát ngôn như vậy. Và khi chị phát ngôn như vậy thì chị sẽ giải quyết, có nghĩa là chị đang gây ra một cái cục rối đó quý vị đó, thì đương nhiên chị sẽ phải là người gỡ cái rối đó. Đó, từ từ thì chúng ta sẽ theo dõi là chị Hằng sẽ gỡ cái rối đó như thế nào ha. Đó, để chờ chị gỡ cái cục rối đó ra rồi mình sẽ tính tiếp ha. Đó, mình sẽ nhìn nhận và đánh giá vấn đề theo một cái hướng khác, đúng không? Đó, chứ bây giờ nhiều người thấy công kích chửi tùm lum tà la trên ha. Nhiều người thì nói cứ quay xe với chị Hằng qua ủng hộ Đinh Lan, thấy Đinh Lan là này kia nọ. Không, cái người tầm cỡ chị Hằng với anh Dũng á, làm việc gì người ta cũng suy nghĩ trước hết đó quý vị nha, chứ không có cái chuyện mà tự nhiên khơi khơi đâu, không có chuyện khơi khơi mà tự nhiên chị Hằng lên công kích Sư Minh Tuệ đâu quý vị.
Không hề, chị Hằng thừa biết sư Minh Tuệ là một người như thế nào ha, thừa biết cái sức ảnh hưởng của sư Minh Tuệ mà đó, cho nên không dạy gì mà chị đụng chạm vào những cái vấn đề mà gây thiệt hại cho mình đó, đặc biệt là cái vấn đề tôn giáo đó mà lại gọi là sai nữa đó, không chính xác, không đúng nữa đó. Cho nên chị Hằng với anh Dũng cũng đã, tôi nghĩ là cũng đã có nghiên cứu về cái vấn đề này ha, cho nên thì với cái kinh nghiệm cũng như là mối mối quan hệ của anh chị thì tôi nghĩ là chúng ta cứ chờ đợi đi ha, chúng ta cứ chờ đợi, họ sẽ gỡ rối từ từ và sẽ hé lộ cho chúng ta biết được có những cái thế lực nào nó đang lợi dụng vào cái sự kiện của sư Minh Tuệ để nó làm những cái việc tổn hại đến cái đất nước, tổn hại đến nhân dân ha đó, và nó có thể là nó tổn hại đến ngay cả bản thân sư Minh Tuệ nữa, nó làm cản trở cái con đường tu tập của thầy, đúng không quý vị? Có nhiều cái sự việc lắm ha. Con thầy Minh Tuệ thì tuyệt vời rồi, quá tuyệt vời ha. Một con người một ngày là ba y một bát, không có màng đến tiền bạc mọi thứ nha quý vị. Đó mới gọi là bậc chân tu. Tôi là tôi nghiên cứu ra là thầy Minh Tuệ là một người tu khoa học nhất đó quý vị. Mấy cha mấy mẹ xàm tăng cái biết con mẹ gì đâu nha. Đó cứ cạo đầu ra ăn mặc bóng lưỡng à. Cái chân thì hồng còn hơn cái má tôi nữa nha. Khổ hạnh cái gì. Nhưng mà mỗi câu ông sư Minh Tuệ ông nói ra đó, ông nói câu này câu kia tất cả đều ở trong sách hết đó quý vị, tất cả đều ở trong sách hết nha, chứ không phải đùa đâu. Đừng nghĩ là ông sư Minh Tuệ ông tự tu là ông không được ăn học này kia nha, tính ra ông Minh Tuệ mới là cái ông mà gọi là nghiên cứu là học về Phật học là cao, gọi là cao cờ nhất đó quý vị. Những cái câu của sư Minh Tuệ nói ra là chúng ta thấy là nó toàn là ở trong những cái bộ kinh nổi tiếng không đấy, chứ không có đùa được đâu nha, chứ không phải là tầm bậy tầm bạ đâu nha. Đó cho nên Sơn Sàng cũng chia sẻ cái quan điểm của mình như thế. Rồi chúc tất cả quý vị chúng ta một ngày tràn đầy niềm vui nha. Đó mọi chuyện cứ từ từ giải quyết nha. Tất cả những gì chúng ta cứ đi theo lẽ phải, cứ đi theo cái chân thiện mỹ nha. Đó hướng tới cái đẹp đó để cho giúp người giúp đời là chúng ta ủng hộ, chúng ta lan tỏa. Rồi ok. Cuối video clip thì Sơn Sàng cũng xin gửi đến tất cả quý vị những cái sản phẩm sức khỏe làm đẹp của gia đình nha. Xin mời cô chú anh chị xem qua, xin kính mời. Rồi cuối video clip thì như thường lệ Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi trong Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng, tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan nha quý vị. Đó thì các anh chị ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn, còn các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ số điện thoại này để đặt hàng Sơn Sàm nha. Đó thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một vài món thôi ha, vài món. Đó thì đầu tiên thì xin giới thiệu cả nhà mình cái sản phẩm giảm mỡ Onaka. Đây giảm mỡ Onaka nha. Đó sau một mùa xuân lại đến đó thì ăn Tết xong thì ai cũng lên cân lên ký, mặt mọc ra nó full màn hình, cái mặt như cái bạc bàng phải không đó. Thì cái nhu cầu giảm cân giảm ký của các chị em rất là cao, đặc biệt các anh mà hay ăn nhậu cũng vậy đúng không. Thì đây cái sản phẩm này là gì, viên uống giảm mỡ Onaka, nó làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới nè, đùi eo mông các kiểu nha quý vị. Rồi đặc biệt cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không làm mình mệt mỏi, không cần kiêng cữ gì hết, chỉ cần sau 9 giờ tối đừng có ăn gì hết nha. Và nếu mình có thời gian thì đi bộ càng tốt. Một liệu trình 4 hộp này nó xuống từ 8 đến 10 kg nha quý vị. Rồi thì một hộp này là nó có 60 viên, mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn nha. Một hộp thì uống 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này thì nó sẽ uống được 2 tháng và xuống được 8 đến 10 kg nha quý vị, cực kỳ hiệu quả. Một liệu trình 4 hộp này em bán 2.6 triệu, 2.6 triệu một liệu trình giảm mỡ Onaka nha quý vị. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là cái hỗ trợ giấc ngủ GABA. Đây cái sản phẩm này của Nhật Bản em bán rất chạy luôn. Các cô chú anh chị những người nào bị mất ngủ nè, đó bị mất ngủ nè, giấc ngủ lo âu nè, hồi hộp chập chờn nè, đó phập phồng lo sợ, cũng như là cái giấc ngủ mình nó không có sâu, đó ngủ không có được, là nó chập chờn các kiểu, thì đây cái viên uống hỗ trợ giấc ngủ GABA này nha quý vị. Đó thì một hộp 120 viên, đặc biệt nó không có cái thuốc ngủ ở trong này, cái thành phần không hề có thuốc ngủ nha. Đó nó giúp cho mình an thần ngủ được nha quý vị. Rồi một hộp này 120 viên em bán 1.750.000 nha. Ok. Rồi tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo. Đây
đông trùng hạ thảo sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản dành cho các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh về thận nha, thận yếu nè, đó, thận hư nè, phế hư nè, tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, yếu sinh lý nè, đó, đặc biệt cái này nó hỗ trợ về thận rất tốt, đông trùng hạ thảo. Rồi một hộp 120 viên em bán 2.850.000 nha quý vị, sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản. Rồi kế tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi, đây hoạt huyết dưỡng não Yonosi, đây hoạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản nha. Các cô chú anh chị, những người lớn tuổi, những người nào mà bị hoa mắt nè, chóng mặt nè, tê tai, tê chân nè, đó, và đặc biệt là gì, thiếu máu não, đó, thì đây cái sản phẩm này nó hỗ trợ về nó cái tất cả các vấn đề về não, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não, đó, nó giải quyết được những cái bệnh như là hoa mắt, chóng mặt, đứng lên mặt xây vòng đó, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha quý vị. Rồi một hộp này 300 viên em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, 300 viên. Rồi cái cuối cùng em xin giới thiệu cả nhà mình là đây, cái viên uống trị tóc bạc Komachi, thì cái này là 100% chiết xuất từ mè đen đó. Có những người tóc bạc rất sớm, sơn sàm là không có bạc, cái này là bạc tốn tiền đây, nhộm đây, ngựa quá nhộm chứ không phải là tóc bạc nha quý vị. Thì có những người thì có mười mấy hăm mấy tuổi đã bạc rồi, ba mấy cũng bạc, bốn mấy năm mấy bạc sớm đó, thì do gì, do cái máu mình xấu, thì cái sản phẩm nó cải thiện từ bên trong đó, nó làm nó lọc máu này đó, và nó làm nó cải thiện tất cả những cái chỉ số về máu. Khi mình dùng được khoảng 3 liệu trình đó, áo quần một liệu trình 3 tháng chứ, một gói này uống một tháng nha, một liệu trình ba gói này là 3 tháng, thì bắt đầu cái chân tóc mình nó bắt đầu là nó ra màu đen đó, chân tóc mình nó đen nha, mà nó đen rồi thì nó đen rất lâu. Có người thì uống một liệu trình thì bắt đầu nó đen, cũng có người dùng tới hai liệu trình nha quý vị. Đó, sử dụng cái sản phẩm này là phải dùng kiên trì đó, dùng đều nha đó, còn muốn đen lẹ thì mua thuốc nhộm về nhộm đó. Thì đây một liệu trình 3 tháng như thế này là em bán 2.400.000 nha quý vị. Một gói này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên nha đó, gói này uống 1 tháng nè, ba gói 3 tháng 2.400.000 miễn ship. Rồi ok, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình có thể tham khảo ha đó, các anh chị mình có thể liên hệ vào đó để mà đặt hàng. Rồi các anh chị ở nước ngoài thì liên hệ qua Zalo, Viber, còn các anh chị ở dưới quê đó, những người không có Zalo, không biết smartphone là gì thì có thể bóc điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đặt hàng nha, cho địa chỉ số điện thoại Sơn Sàm ship tới nơi luôn ha, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Rồi đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không quảng cáo cho ai hết, không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha quý vị. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi kính thưa quý vị, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại trong video sau.